Xin chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Thúy Trần Bất Động Sản Bình Dương. Và tiếp tục trong video ngày hôm nay, Thúy Trần lại đang có mặt tại phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương các bạn ạ. Và đặc biệt hơn sẽ tới với dự án Tân 52 hay còn được gọi là dự án New Town 8. Đây là một trong những dự án khá là thành công của bên công ty Nam Dương trực tiếp phân phối tới tay khách hàng. Hiện tại thì dự án Tân 52 đã có sổ riêng cho quý khách hàng và tất cả các hoạt động mua bán, trao đổi cũng như xây dựng trong khu vực dự án của chúng ta rất là sung tụ và nhộn nhịp ạ. Và ngày hôm nay thì Trần quyết định sẽ review lại toàn cảnh không gian của dự án Tân 52 sau 2 năm mở bán để quý anh chị và các bạn gần xa chúng ta có cái nhìn cận cảnh hơn và rõ nét hơn về những dự án mà Nam Dương đã triển khai ạ. Vâng, dự án Tân 52 hiện tại đã được xây dựng rất là nhiều căn nhà phố rồi các bạn. Vâng, các căn nhà đây đều được xây dựng theo kiến trúc một trệt một lầu hoặc một trệt hai lầu, rất là khang trang và sạch đẹp. Vâng, chỉ trong khoảng độ tầm 2 tháng trở lại đây Thúy không có quay lại dự án, nhưng hôm nay quay trở lại thì thấy dự án của chúng ta thêm rất nhiều các căn nhà khác ạ. Và tất cả các căn nhà này đều đã được đưa vào sử dụng hoạt động. Một điểm nhấn trong dự án Tân Long 2 này chính là nằm liền kề với bệnh viện 400 giường. Vâng, đây là một trong những khu dự án mà đem lại nhiều giá trị lợi nhuận cho khách hàng của chúng ta. Và mức tăng ở khu vực này đang ở mức tăng từ 30 đến 40% quý anh chị ạ. Vâng, và đây tiếp tục chúng ta sẽ cùng trải bước trên các trục đường trong nội khu của dự án Tân Long 2. Vâng, căn nhà này được xây dựng theo kết cấu là xây theo vòng tròn các bạn ạ. Vâng, hệ thống điện âm, nước máy, hành lang, cây xanh đều đã được đầu tư một cách đồng bộ và đầy đủ rồi ạ. Vâng, vỉa hè của chúng ta là vỉa hè có độ giới là 3m, lòng đường sẽ có độ giới là 7m. Vâng, là quý anh chị các bạn đang rất là quan tâm số khu vực dự án Tân Đông 2 này có những sản phẩm nào và giá công ty đúng không ạ? Vâng, cũng xin thông báo cùng quý anh chị em, trong dự án Tân Đông 2 công ty Nam Dương sẽ còn lại 2 sản phẩm ở phân khúc giá đều nằm ở tầm trung rất phù hợp để chúng ta đầu tư. Và những lô đất này đều nằm ở vị trí đắc địa là nằm trên trục đường chính và là những vị trí nô góc các bạn ạ. Nên chính vì thế quý anh chị và các bạn quan tâm đầu tư đất tại dự án Tân Đông 2 liên kề với bệnh viện 400 giường, liên kề với khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng thì có thể liên hệ trực tiếp cho Thúy Trần theo số hotline 0974594548, ấn like, đăng ký và chia sẻ để đón nhận những thông tin hữu ích trên kênh Thúy Trần Bất Động Sản Bình Dương. Vâng, thì Thúy Trần cũng xin nhắc lại với anh chị em và các bạn, hiện tại trong dự án Tân Long 2 thì công ty sẽ còn lại 2 sản phẩm nằm ở vị trí đắc địa với mức giá vừa tầm để chúng ta đầu tư ạ. Vâng, dự án này thì chúng ta có thể xây dựng theo kết cấu một trệt một lầu hoặc một trệt hai lầu, và cụ thể hơn thì có thể xây theo vòng tròn bởi vì bao bọc xung quanh dự án của chúng ta là khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng và nằm liền kề với bệnh viện 400 giường, cách với tuyến đường DT47 khoảng tầm 200m thôi. Vâng, và bây giờ Thúy Trần xin mời cả nhà chúng ta cùng dạo một vòng xung quanh dự án để chúng ta điểm lại những căn nhà đã được xây dựng trong khu dự án của chúng ta. Vâng, toàn bộ đất trong khu dự án của chúng ta đều đã có sổ rồi các bạn nhé, nên chính vì thế vẫn được hỗ trợ ngân hàng và hỗ trợ ba bên, nên chị và bạn chúng ta hoàn toàn được yên tâm. Và đặc biệt trong thời gian tới, bên công ty Nam Dương sẽ triển khai phân khúc đất nền và phân khúc nhà phố tại xã Tân Uyên với mức giá dao động từ 700 triệu đến 800 triệu. Các anh chị các bạn quan tâm hãy nhanh tay inbox và gọi trực tiếp cho Thúy Trần nhé. Và giờ Thúy Trần xin cảm ơn cả nhà. Hẹn gặp vào những video lần sau. Thân ái và chào tạm biệt.